Đi cho hỏi đang làm ăn với nhau mà cứ kiện rồi sao thân. Kệ đó mẹ, làm kiện kiện chuyện thiên hạ vậy á. Nhưng mà anh ý nó mắc cười thấy không? Giờ vậy tao kiện mày, không cho tao chơi, tao chơi ép được không? Mày đang kiện tao là tao làm khó cái vụ bán chip. Vậy tao kiện ngược lại mày làm khó cái vụ ép. Không, qua nhìn Việt Nam đi, tao chơi ép đồ này nọ thoải mái, chơi IT đồ, chơi tóc tóc đồ thoải mái luôn. Tự nhiên mày không cho tao chơi ép. Mày cho không cho tao chơi tê luôn. Vừa qua có tin một thành phố của Trung Quốc đã giàu hơn New York, đã giàu hơn New York của Mỹ rồi. Tuy tôi không tin TQ nhưng vẫn nể TQ ở khoảng này. Và nhờ TQ làm hãnh diện bộ mặt của người châu Á. Ở châu Á này chỉ có TQ mới dám đối đầu với Mỹ. Thầy phán, mạn phép xin hỏi thầy, thành phố đó tên là gì ở? Thầy nghe nói không hay thầy nằm mơ không, mà thầy thành phố nào còn ở bên Mỹ đế không có thành phố tên là New York. Chỉ có thành phố là New South thôi, không có thành phố tên là New York nha. Thầy phải xác minh, thầy phải confirm lại cái thông tin này nha thầy. Vừa qua cũng có một thành phố ở TV bạo loạn sùm đó thầy ơi. Đó là bạn Tấn Lộc Đàm. Sao thầy đã lấy TV đại diện cho châu Á mà không lấy một nước nào khác? Tại vì thầy thích. Thầy Út thích nha, quay thầy này thích nha. Giàu hơn New York thì khó quá, chỉ cần kiếm một thành phố bên TV giàu hơn Manhattan được rồi thầy Út. Chứ gom lại New York thì nhiều quá, chọn không hết. Mày chơi mà đam ác nha mày, ở thành phố mà đam dưới quận luôn hả? Cái gì? New York chắc là thành phố mới thành lập trong mơ của thầy Út. Gửi lời chào đoàn kết thân ái quyết thắng. Đam nhẹ quá, ông không có vui đâu. Thầy phán tiếp nha mấy em. Tôi lấy Trung Quốc làm đại diện cho châu Á vì khi nhắc tới châu Á, người ta liên tưởng tới hình mẫu Trung Quốc nhiều nhất. Trung Quốc họ tự đi lên bằng chính thực lực, chứ không phải như các nước kia được Mỹ bảo kê. Kết thúc phán. Xin mời các bạn bình luận về quan điểm của thầy Út. Tiếp chiều đi. Đi lên bằng chính năng lực của mình mới chịu. Mấy nước kia được Mỹ bảo kê. Đi lên bằng chính năng lực của mình mới chịu nha mấy em. Uống mát không tập thì có tăng cân tốt không anh Di? Có chứ em. Nói như thầy Út sao Mỹ điều chỉnh chính sách là giải TT vậy? Rồi xin mời thầy Út trả lời. Không biết sao chứ thời phong kiến TQ là thánh. TQ lo là gì? Thánh bú liếm ở châu Á. Nói ghê mày. Thánh bú liếm gì đây trời? Thầy ơi, năm 79 ai đó cho TQ cái lợi gì đó, xong TQ nó đâm sau lưng VN mình vậy, có tính là tự lập không thầy? Được. Bây giờ là thầy Út dạy hóa phải qua gọi là hỏi cô dạy sử nó mới biết. Trong võ hàng không thấy mát nào vậy anh? Ủa hết mát hay gì Tú? Hết trời thầy ơi. Tao thà đi Mỹ chứ ai đi Trung. Không, nói vậy nó phủ bạn, mình đi không đi chuyện quan điểm của mình thôi. Bạn nói vậy mất công mấy bạn fan Trung người ta bật. Đó. Nói chung đi đâu là quyền của mỗi người, ok. Còn ví dụ như mình trong hoàn cảnh này mình cũng hơi bận. Tại vì mình làm ăn với Mỹ, đối tác nó mời nhiều quá nên mình bận đi Mỹ rồi. Nên Trung thôi, để nó từ từ tính đi. Đừng nói, nói vậy kêu. Cho nó phải đạo, bạn hiểu không? Ăn cắp thì cũng được xem là thực lực đúng không anh? In my point, không được xem là thực lực. Go Texas, thầy Úc. Chào thầy, thầy mới nhập tịch Trung Quốc hả? Sao khen dữ vậy? Từ khi nào ai quy định mà Trung Quốc thành đại diện cho châu Á vậy? Đại diện về lĩnh vực gì, tuổi gì so với Mỹ? Rồi thầy phán tiếp tục nè mấy em. Các nước được Mỹ bảo kê ở châu Á có Đài, Nhật, Hàn. Mỗi năm phải trích hàng trăm thứ thuế từ máu dân để đóng tiền bảo kê cho Mỹ. Chứ nếu không có thì Mỹ chứ nếu không có Mỹ thì e là không giảm hó hẻ với TQ. Tôi chỉ tội nghiệp cho những người dân, còn những kẻ cầm quyền chỉ biết lợi ích của bản thân. Hết phán. Thầy phán cái này là thầy đủ đâm thấy bà TQ rồi thầy ơi. Thầy công nhận Đài là một nước là thấy mẹ thầy rồi. Thầy ơi, thầy bưng mà thầy bưng không đủ, thầy bưng trách nhiệm trừ lương thầy à. Nãy giờ ổng bưng cho Trung Quốc cả đống luôn, bây giờ ổng nói Đài là một nước. Chơi vậy men nào bưng được. Trừ lương. Thôi cho comment lại á.
thôi coi như mình sơ hở đi ha. Chứ, cho không anh lại đó mấy bạn. Tôi chỉ thấy điểm đó thôi, còn phần lại là quan điểm của thầy. Tôi tôn trọng, tôi không ý kiến quan điểm của thầy nghe chưa. Mọi người mời các bạn bình. Cái gì giờ Nguyễn Quảng đam thầy nè. Giờ có hai cách để đam thầy nè. Một là chú Út bỏ luôn mấy cái vụ ở châu Á. Còn hai, nếu chú Út muốn lấy châu Á thì phải lấy cái Tokyo của Nhật ra so. Chỉ có Tokyo mới kèn cửa được với New York tranh giải thành phố top 1 thôi. Nếu mà nói về sức tổng thì Tokyo nó bự lắm mày, dẫn đông bà cố luôn phải không? Còn nói về chất lượng so từng cá thể, thì Tokyo nó không bằng. Nhưng mà nói chung tại thằng Nguyễn Hoàng này nó học hai cool nên nó nói chuyện cũng thích giỡn đó đúng á. Chứ không phải giỡn đâu nha. Chỉ có một cái nó chưa có thẻ nó mua ạc thôi. Nguyễn Hoàng nay thả qua bên y đi Nguyễn Hoàng ơi. Dạ thưa thầy, thế chắc TV nó không thu thế dân hay sao mà thầy nói tội người dân. Tội lắm. Đâu có đâu em. Cái gì cũng đúng không? Ở bển người ta còn gì làm hàng rào bảo vệ người dân trong lúc gì đó nữa mà. Thương vậy thôi chứ muốn gì nữa mày. Bảo vệ tính mạng được. Mày thấy ở bên Mỹ không? Ở bên Mỹ cái hàng rào bằng gỗ thôi phải bỏ tiền ra sơn. Không có kiên cố gì hết trơn à. Tôi có công nhận Đài Loan là một quốc gia độc lập đâu. Không, ông nói một nước độc lập không khoan biết. Yes. Nhưng mà bây giờ tao là một nước tao xin độc lập được không? Đương nhiên là phải được đúng không? Yeah. Ủa trên đời đâu có nguyên tắc nào một nước là tao mày, tao mày mày đã công nhận tao là một nước mà mày không cho tao độc lập là kiểu gì? Thực dân hả? Uh-huh. Đó, nên thầy đừng có lương nữa. Cú này thầy lương không nổi đâu nha. Chẳng qua là chính phủ và người dân ở đó đang bị phương Tây dắt mũi và kích động ly khai khỏi TV. Trường hợp này tương tự như Ukraine. Tại sao lại có những người bị đích nhỏ nhoi trước mắt là mờ mắt hết phán, mời đam thầy luôn. Tối nay chọn đội nào để vào bờ anh Argentina em. Go Texas, thầy xem lại mức sống và thu nhập của đài Nhật Hàn xem ai tội nghiệp cho ai. Cuộc chơi nào cũng có cái lực của nó, chơi thì chơi, không chơi thì nghỉ, ra xó ngồi chơi mình. Go Texas. Rồi đệ tử chạy cánh. Thầy Úc nói các nước đóng thuế bảo kê cho Mỹ mà thầy Úc cho em hỏi Đài Loan là nước nào vậy? Mày pháo mày. Rồi Phong Lưu nói gì đây? Okay. Tầm này lương 20 củ một tháng mua nhà nhẹ 2 tỏi thì binh được gì anh? Binh được không anh? Lương 20 củ mua nhà 2 tỏi mua sao nổi? Thôi ngủ. Nhà 2 tỏi muốn nổi đâu mày ơi, giỡn hoài, nhà 1 tỏi là mày đuối rồi chứ đừng nói nhà 2 tỏi. Ủa lương 20 triệu một tháng ăn còn thiếu nữa đòi mua nhà 2 tỏi. Binh cái nào binh vô tường thì có. Cưới thêm con vợ lương 40 nha. Cưới thêm con vợ lương 40 mua nhà đó cũng ná thở luôn. Trời ơi, lương vậy sao mua nhỏ nhà 2 tuổi? Khó quá. Chọn tiếp đi Phong Lưu. Thầy Út tuổi già nông nổi. Dân mấy nước thầy đang nói phè phè có đâu anh uống đủ đế. Còn dân TV của thầy đang thở oxy và zero cái gì kìa. Sao Nguyễn, có thầy Lý Châu xong kiếm hợp bích thầy Út mới uy tín Nguyễn Hoàng nữa hả? Thầy Út thì em bắt mạch được từ lâu rồi, giờ tung chiêu phương Tây, phương ta rồi chuẩn bị tung chiêu ý thức hệ ra nè. Ra chiêu đó anh Duy cãi gì nữa. Nè, Đài Loan đi khai với TV hay thật là sẽ ra chính quyền Đài Loan là Trung Hoa Dân Quốc có trước chính quyền Trung Quốc hiện tại nhen. Ok rồi, cách đam của em là lấy bình luận đam cho bạn Uren và đài xem để cải tạo đầu thép được không. Cách đam của em là lấy bình luận này đem cho mấy bạn Uren với đài xem để cải tạo đầu chốt được không. Chút đâu hiểu tiếng nước ngoài đâu em. Thầy Út có phải là điệp viên của mọi người đam nhẹ nhẹ thôi. Cẩn thận gì thầy lên máu hả? Ông thầy comment ra nguyên diễn đàn vô đam ổng không à. Không tha cú nào hết á. Đầu tư cổ phiếu có cần hiểu biết kinh tế và chính trị không anh? Không hiểu biết sao đầu trời. Tối nay chọn đồ nào để xa bờ vậy anh Rostia em? Gì thầy Út quăng nhiều TNT quá làm nổ luôn diễn đàn anh Duy. Ờ đúng rồi đó. Thật khó tin là khi thầy Út nói ông là thầy giáo. Vô diễn đàn này mà khen TV thì xác định rồi, không khen thoải mái có đâu. Cái nào đúng đúng nào sai sai chứ. Ví dụ đẻ nhiều nè, phim trưởng hay đồ mấy đó không nói. Nói mấy cái nguồn ngon áo chi người ta đam. Không, đất đai rồi rừng vàng biển bạc đất phì nhiêu màu mỡ đập thủy điện kỳ vĩ nhất hành tinh đồ ngoài TV ra ai dám làm cái đập đó. Không nước nào làm được luôn, tôi bảo đảm bạn ngàn năm sau cũng không nước nào làm nổi luôn.
Thì cái đó là cái đẳng cấp của TV nó đúng chỗ thôi chứ. Quá nhiều cái số 1 thế giới. Đúng không? Mình nói phải đem nền văn minh Hoa Hạ ra. Cách đây 4.000 năm khi hậu nghệ bắn rụng mặt trời gì đó. Đúng không? Tam hoàng ngũ đế đồ ra. Đầu tiên là Hạ Vũ trị thủy đồ. Đó, Hạ Vũ triều gì xong Đắc Kỷ trụ Dương đồ, Thiên thông báo. Dương Tiễn Na Tra đồ. Đó, Phong Thần Diễn Nghĩa Câu Cá Không Cần Lưỡi Khương Tử Nha đồ. Vậy mới ăn. Đúng không? Rồi gì tháp Thiên Dương hả? Gì tháp Thiên Dương Lý Tịnh đồ. Róc thịt trả cha mà lóc xương trả mẹ đồ. Người Củ Sen. Không? Na Tra báo hiếu sau màn lột gân, lột da rút gân Tam Thái Tử. Rồi, vậy mới ăn được. Vừa rồi Hàn Quốc hợp tác toàn diện với Việt Nam chắc là cũng muốn học hỏi nước ta về cách quản lý đất nước, làm sao để có thể tự chủ trong hệ tư tưởng, thoát sự khỏi bảo kê của Mỹ. Đó là lời phán của thầy Úc hết trích. Các bạn có thắc mắc gì tới trường kiếm tôi. Thôi, tôi dẫn chứng cụ thể luôn. Hôm bữa ông Pu tuyên bố sử dụng hạt nhân là các nước phương Tây và Mỹ hơi ngán liền. Phải kêu Uren xích xoa cho ngài ấy ngồi lên bàn đàm phán. Tuy tôi không thích chiến tranh và cũng không muốn chiến tranh hạt nhân vì nó ảnh hưởng đến toàn cầu. Tuy nhiên, nếu dùng nó để dạy cho phương Tây một bài học thì quá tốt. Hết phán. Thầy chắc hẳn ở gầm giường dưới gì? Ti ti hà. Hắc Quy, nên Hắc Quy làm gì thầy cũng biết hả? Đó, thầy Úc comment rất là dài, thôi mình đưa lại cho bạn đọc nha. Nói chung là thầy ghê lắm. Thầy lôi hạt nhân đó thầy dọa kìa. Sợ lắm. Hạt nhân ra dọa sợ lắm. Có tì bà tinh với trĩ tinh nữa chú. Bà kỹ dùng Củ Di Hồ mới nổi nhất. Không, Củ Di Hồ đẹp. Nói chung là thầy thích đẹp thôi à. Cũng có thể khoe khoang cơ sở hạ tầng của TV. Đó là lý do mà rất nhiều nước phương Tây đầu tư đến TV. Không, khoe đó là lỗi thời rồi. Khoe cái đó thời tôi chưa ra thôi, chứ thời tôi ra rồi nó chọt vô mà 800 căn hộ mà 80 triệu căn hộ ma là xong rồi, dãy tê tê luôn. Rồi xong nó đập thêm cái nữa, 300 tỷ đô trả chưa. Nhẹ nhàng thôi đủ thốn rồi ông nội. Nên cái màn bất động sản giờ hết hên rồi. Hồi xưa khi người ta chưa bạch quá được nhìn mấy nhà cao tầng lắp đèn led đồ ta ghê ghê thôi. Theo Duy nghĩ, nếu Nga phóng hạt nhân trúng thủ đô Berlin thì có như năm 1945 không? Khà khà khà. Má ơi, phóng hạt nhân trúng thủ đô người ta mà khà khà khà. Ông nói chuyện sa tăng quá ông ơi. Mỹ ở xa nên đâu có sợ, chỉ tội cho mấy nước đồng minh của Mỹ ở sát bên Nga. How about in Moscow at the same time. Tôi học tiếng Anh chậm nên tôi đọc chậm chậm mấy bạn nha, đọc lại chậm chậm nha. How about in Moscow at the same time? How about St. Petersburg at the same time? Rồi là gì? How many percent? Điều ông Úc nói thành sự thật. Câu đó khó quá. How many percent? Tôi đâu có ghét người dân phương Tây. Thầy phán nha mấy em. Tôi đâu có ghét người dân phương Tây. Ở đây phải làm rõ hai khái niệm, và người dân và kẻ cầm quyền. Tôi đang chỉ lên án những người cầm quyền điều khiển người dân của họ như một con rối. Chứ tôi luôn muốn hòa bình đến với nhân loại. Rồi thầy Úc chiếm spotlight nhiều quá. Thầy Úc ơi, thầy Úc nữa nha mấy em. Hôm bữa Nga dọa phóng tên lửa trúng cái Nhà Trắng. Chắc Nhà Trắng để làm du khách tham quan thôi, chứ ông tổng thống Mỹ không có trong đống ha. Đúng chính xác luôn. Bữa hổm tôi tới Nhà Trắng Mỹ không thấy người Nga nào luôn các bạn. Mà thấy toàn là thiên chiêu không à. Tôi mới đi hồi tháng trước. Tôi đi qua Nhà Trắng của Mỹ, tôi xác nhận nha, tôi confirm đây luôn nè. Qua bên đó bạn không cần nói tiếng Anh, bạn nói tiếng Hoa là ok. How to bộ xe lơ này sao thì hào ma. Đó, chứ bạn nói what's your name không hiểu.
Đã, thầy Úc phán tiếp, đã có một cuộc phỏng vấn cho thấy 20% giới trẻ Mỹ bây giờ nghiên cứu muốn xây dựng xã hội chủ nghĩa xã hội mà. Đâu phải nước Mỹ ai cũng có thích bọn tư bản đâu. Tôi chỉ lên án bọn tài phiệt Mỹ đang thâu tóm cả thế giới. Thôi cái vấn đề này á, để cho ông Trương Phạm với ông Tài với thằng Tài Trận đam ông đi. Chứ giờ nghe mấy vấn đề nặng đầu quá, mới ngày mai tôi đi tới nơi rồi nha. Không qua không giờ là tôi đi đó. Đó, này thì có ông Trương Phạm với ông Tài Trận á. Khổ quá, chuyện của nước Mỹ để nước Mỹ lo đi, khảo sát nó tôi không biết luôn á. Muốn theo thì theo, kệ tía đó. Miễn sao làm ăn mang lời lợi nhuận cho tôi được rồi. Em đi ngủ, anh Duy của tôi. Ủa mày có đáp anh hả? Ủa chay mày không có đáp anh hả? À gì Trương Phạm này nói không? Thầy Úc mà như vậy thì anh chị của thầy như thế nào, thiệt bất hạnh cho gia đình thầy. Cái tật đá đẻo. Ông Trương Phạm đường cái nhú lông ông đá đẻo mà, nhưng mà tôi được cái tôi thông minh lắm, tôi phích lại hết. Thằng nào làm thằng đó chịu. Mắc gì bắt. Ông đại diện cho Việt Nam hồi nào? Ủa Việt Nam còn tôi mà. Sao tôi chấp nhận cho ông đại diện được? Ông cùng lắm ông chỉ đại diện cho gia đình của ông thôi, thì ông làm gia đình ông chịu hết. Nó tính lợi dụng hả ba? Tính lợi dụng khỉa Việt Nam thôi, tôi đọc chết giờ. Mai em đi làm sớm mà, hôm nay ngủ hay ta. Thầy Úc, ai phỏng vấn vậy thầy? Thầy tự phỏng vấn hả? Tự kết luận luôn hả thầy? Ăn cơm thiên triều mà lo chuyện qua kỳ kỳ vậy. À, Di Nguyễn cho tôi đi ké được không? Qua đó nói vài câu tiếng Anh cho tụi Mỹ nó hết hồn chơi. Ông xin được cái visa nó cũng hết hồn nữa. Bây giờ ông đưa được visa đây tôi cho ông đi ké. Thầy luôn, ông mà có được visa đây tôi kêu mọi người trong diễn đàn góp sao đủ cái vé cho ông đi luôn. Ông mà đi xin được visa thì ở đây các bạn mọi người phải góp ít đủ tiền vé cho ông nha. Ông xin đi ké kìa. Trời mọi người. Đó, trời ơi mấy em. Củ này ngon à. Lẹ lẹ nha mấy em. Củ này ngon à nha. Một cái gì mấy em chắc góp người chừng 100k thôi là ông đủ đi rồi đó. Anh Duy ơi, anh đi Mỹ nhiều cho em hỏi mấy ông bên Cali có bị đánh tài xỉu không anh? Hỏi thằng Tài Trần đi. Em cho một chỉ vàng được không anh? Sao mà cho lớn vậy? Ai thèm bỏ tiền cho mấy cái giấy tờ của tụi Mỹ nó cấp có giá trị gì đâu. Tự dưng đưa tiền cho nó để nó đưa lại cho mình giấy tờ. Tôi chỉ qua Mỹ để chơi một chút chứ có ghiền nước Mỹ như mấy ông Việt Kiều đâu. Thì ông đi một chút thì ông xin cái visa một chút chứ nó đâu có cho ông cái bát bò đâu. Nó cho ông cái bát bò thì nó mới là một đời, còn nó cho ông cái visa là một chút đúng rồi đó. Này là theo luật thôi, ông đi qua nó du lịch thì ông phải xin visa, hiểu không? Bỏ tiền đâu cần bỏ tiền gì đâu. Ông tự đi làm form, ông tự đi xếp hàng, tự đi nộp hồ sơ. Ông tự chờ ngày phỏng vấn, ông tự lấy visa luôn, không tốn tiền. Nên đừng có lo, đúng không? Don't worry about the money này. Gì à? Thầy Úc nữa hả? Thầy đại diện cho thiên triều thì theo hồi mới nói tiếng Mỹ chi vậy, chê Mỹ cho lắm mà đi qua đây chi vậy thầy? Qua truyền bá tư tưởng hay chia sẻ công thức hóa học gì vậy? Thầy Úc chắc Vũng Tàu Đà Lạt chưa đi chứ đừng nói tới Mỹ. À, Maroc là nước nó như thế nào vậy anh? Maroc là hậu vệ của Bơ hồi xưa đó em. Nói chung là Bơ hồi xưa là cái vùng đất mà của một phần, nói chung là Bơ là một đế chế rất là rộng lớn, nó là nằm ở Bắc Phi, thì Maroc là một trong những đế một phần đó. Mà Maroc này nó cũng gọi là nó nằm gần ở trong khối Ả Rập, nó nằm trong đó đó. Nó đi chung qua chung lại nên giờ nói chung là gen nó tè re rồi, giờ da trắng hơi đông. Mà nói về châu Phi á, nổi bật nhất là đế chế Bơ, tụi em học lịch sử tụi em không nhớ thôi. Tụi em không biết, nhưng mà Bơ á là nó rất là mạnh. Một thời kiêu hùng Bơ, sách quân nó quýnh CR7 rồi khóc ra tiếng máng luôn á. Cô chạy qua quýnh luôn rồi thầy. Quýnh bơi biển mà quýnh hoài. Nó quýnh ra quýnh Gonzales đồ này nọ quá trời quá đất bến. Bơ mà gọi là đại ca trong Hồi giáo hồi xưa luôn, Bơ. Nhưng mà cái đế chế đó nó bị rụng nụ rồi nên các bạn không nhớ thôi. Nhưng sau này các bạn cũng đâu nhớ đế chế Ottoman là ai đúng không? Đúng. Không nhớ, tại nó không cái quốc gia tên là Ottoman bây giờ nó không còn năm đó các bạn không nhớ. Không mà nhắc. Nhưng mà hậu vệ của Ottoman là gì? À, lịch sử Thổ Nhĩ Kỳ sao anh ơi? Anh thấy bảo hồi xưa cũng có số má lắm Ottoman đó. Ottoman là Thổ Nhĩ Kỳ đó mấy em. Chơi đế chế nòng súng bắn cộng hai. Tức là khi bạn chơi Thổ Nhĩ Kỳ á, là nòng súng bắn cộng 2. Tức là những cái quân về súng giống như là mấy kia là bomba đó. Bomba là nó kéo súng đại bác á. Nó bắn với tàu mà nó bắn canon á, nó bắn đại bác á, là được cộng 2. Đủ đúng của biển bắn vô luôn. Thường thường á là cái tàu á là nó bắn được có 15 thôi. Mà nó giờ nó cộng 2 thành 17, nó xa xe bắn đá có 16 thôi. Ngược lại cái thằng ôm bom, cái thằng mà đẩy súng lên, cái thằng mà mua trong nhà pháo á, cái thằng mà đẩy súng á, thằng đó bình thường nó bắn 12, thằng có nhiều nòng súng giờ nó bắn thành bắn 14 luôn.
nó bắn một, nó bắn hơn hơn một răng so với lâu đài cách sò bắn ra đó. Cách sò bắn 11, còn cách sò của Tâu Tân nó lại bắn 10-13. Thằng ôm đá đi bắn cách sò Tiêu Tân nó bắn được. Cách sò của Tiêu Tân nó chỉ có pháo cẩu thôi. Nói chung dùng đất Tây Á hồi xưa có đó đó kêu là Lưỡng Hà, Văn Minh Ai Cập Lưỡng Hà, Lưỡng Hà đập Ai Cập xong rồi kia xuống dọn Lưỡng Hà đi luôn. Sao Đức với Thổ khác nhau vậy anh? Đơn giản thôi. Đức là gì? Đức là chùm cuối thập tự chinh. Thổ là gì? Hiểu bởi gì? Biết Tiêu Tân không? Tiêu Tân là Đức đó, đúng không? Tiêu Tân là Đức đó. Biểu tượng đây tất cả là chữ thập hết. Áo lính cũng là chữ thập. Bộ giáp siêu ghê luôn. Bộ giáp Tiêu Tân là bao nặng luôn. Giáp cứng lắm. Nó đi chậm lắm luôn. Mở lại gần là quýnh má nhìn ra luôn. Nó kêu là gì à? Tiêu Tân Nick Knight. Tại sao Mỹ công nhận Kosovo và mà phản đối Nga công nhận Donbass vậy anh? Nó khác em. Donbass nó không giống Kosovo. Nó khác. Hiểu không? Ai răng bá không anh? Hồi nhỏ em nghe tin tức toàn cự Mỹ đế. Cự đâu mà cự. Hồi năm 1979 trở trước một phe đập ai răng. Ủa đang nói ai nào? Ủa đang nói ai nào vậy? Ai răng. Ở cùng một phe đập Iraq. Nói chung cái ông Iraq với ông Iran này hai ông muốn thận nhau vậy thôi à. Mà tại một thời điểm Mỹ chơi với ông quốc ông kia. Nó nên gọi là ở Iran nó có cách mạng Hồi giáo năm 1979. Gió đổi chiều xong rồi bị Mỹ ghét cho tới giờ luôn đó. Di Nguyễn đi nước ngoài trong tình hình Mỹ đang căng với Nga như vậy không sợ hả? Không. Mấy thằng đâu có tiền nó mua vé máy bay đi Mỹ nó không có sợ. Vé đâu có nhiều đâu. Giờ đi khứ hồi bèo bèo 3.000 thôi chứ nhiều. Giờ á, thời buổi này đi khứ hồi bay qua bay lại 3.000 thôi à. Mà 3.000 nó dùng để nó mua vé máy bay thì nó sợ cái khác. Nó chứ còn giờ đi bộ qua biên giới người ta ở không biết ngày về, có đó mới sợ á. Thì chứ bộ. Ở lại được còn mừng lắm rồi. Đúng còn bảo mình, về. Ê, mà mình đi Mỹ mình mua vé máy bay 3.000 ứ tức. Còn đi qua hai nước láng giềng mua đi qua hai nước gần gần thôi, vé máy bay 10.000 luôn. 5.000, 10.000 có mà. Thiệt chứ bộ, bạn quên rồi đó, có. Đúng không? Đi nội bộ châu Á với nhau thôi. Đặc lắm. Vé máy bay 5.000, 10.000 luôn. Nó bỏ vậy á. Thằng giàu á, thì nó bỏ 5.000, 10.000 ra mua vé máy bay đi. Thằng nghèo á, nó đi thằng nghèo á đi bộ. Mà thằng vừa vừa á, nó đi xe hơi, nó kẹt ngoài biên giới cả nồi luôn. Giờ toàn nghe đến bàn nghỉ Tết, Tết về trong khi còn nghèo rõ chán. Thiệt có tôi không hiểu sao cứ Tết năm nào cấm nó thiệt cái đụng chạm chứ. Nhưng Tú à. Ở đâu có yên chỗ bà nó cho đầu đi Tết đặt về quê nữa em. Trong khi lương ba cọc ba đồng đồ này nọ, vé máy bay tàu lửa dưỡng mắt hết. Ủa thầy, nhưng mà em thắc mắc là ví dụ như ở nước ngoài tới Việt Nam á thì thường người ta chỉ có biết tới một vài chỗ như sân bay Nội tôi, Bài, Tân Sơn Nhất. Đúng rồi, hai chỗ thôi à. VIP lắm thì... Hầu như hai chỗ thôi à. Dạ, nhưng mà giờ thầy từ nước ngoài thầy qua Mỹ sao thầy đã đến được cái sân bay lạ thầy? Trời ơi, Mỹ mà nó thiệt một thành phố hai sân bay quốc tế. Chuyện bình thường, còn sân bay nội địa đó nhóc luôn. Còn sân bay cốc cho tỷ phú chơi nó nằm đầy đường. Bởi vì khi thằng kia nói, ừ sao Mỹ không làm được sắt cao tốc. Nó má rảnh đâu. Thì nó chạy xe hơi đi máy bay hết trơn bà đó rồi. Nào đi đường sắt cao tốc chứ sinh viên mới qua đó du học á. Ở bên Mỹ có xe bus không? Có. Ai đi? Cụ già đi, sinh viên du học đi. Với mấy người mới qua làm neo chưa có tiền đi. Sân bay nó như rươi. Nó đông kinh luôn á. Mà một cái sân bay nó 5 cái terminal. Cùi cùi cũng 4 cái. Biết terminal là gì không? Mà đi sân bay quốc tế nha, mỗi lần em xuống sân bay em phát một là một đống những người ta đi, người ta giúp đỡ mấy cụ già đó. Thí dụ như vé máy bay ai mà trên khoảng chừng 65 tuổi hay gì đó, vô hỏi có đi xe không cựu. Là xe lăn đó em. Ra ngồi trên xe lăn ta đẩy em đi luôn. Không có đâu, bên nước ngoài người già được ưu tiên lắm em, không giỡn đâu. Mà đụng người già là hơi bị khổ rồi. Mình ra đời mình chơi nó phải như vậy chứ giờ thiệt á. Đường mình người nổi tiếng trên mạng xã hội đồ, mình đi Mỹ mà mình còn mang kình đồ rất đã phải em. Xong rồi mà mình mặc xong rồi mà thằng bạn mình nó tiễn mình ra sân bay, nó lấy được cái jacket đó dễ giặt hấp ủ này nọ nè. Bữa sau qua nó mang nữa.